Sách Phúc Âm Matthew Đoạn 7 Đừng xét đoán ai để các con khỏi bị xét đoán. Vì các con xét đoán người ta thế nào thì họ cũng xét đoán các con thể ấy. Các con lường cho người ta mực nào thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy. Sao con thấy cái dầm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể bảo anh em để tôi lấy cái dầm khỏi mắt anh trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình hỡi kẻ đạo đức giả trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái dầm khỏi mắt anh em được đừng cho chó những vật thánh cũng đừng ném ngọc trai cho heo e chúng chà đạp dưới chân và quay sang cắn xé các con chằng hãy xin sẽ được hãy tìm sẽ gặp hãy gõ cửa sẽ mở cho các con vì hễ ai xin thì được ai tìm thì gặp và ai gõ thì cửa sẽ được mở có ai trong các con khi con mình xin bánh lại cho đá hay là xin cá mà lại cho rắn chăng vậy nếu các con vốn là người xấu còn biết cho con mình các vật tốt huống chi cha các con ở trên trời lại không ban những vật tốt cho những người xin ngày sau vậy thì bất cứ điều gì các con muốn người ta làm cho mình hãy làm điều đó cho họ vì ấy là luật pháp và lời tiên tri hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hủy diệt người vào đó thì nhiều còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống người tìm thấy được thì ít hãy đề phòng bọn tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên đến với các con nhưng bên trong là muôn sói hay cắn xé các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ vậy nếu cây lành thì sinh trái lành còn cây độc thì sinh trái độc cây lành không thể sinh trái độc còn cây độc cũng không sinh trái lành được bất cứ cây nào không sinh trái lành thì bị đốn và ném vào lửa như thế nhờ bông trái các con sẽ nhận biết được chúng không phải bất cứ ai nói với ta lạy chúa lạy chúa đều được vào vương quốc thiên đàng đâu nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi vào ngày ấy nhiều người sẽ thưa với ta lạy chúa lạy chúa chúng con đã chẳng từng nhân danh chúa nói tiên tri nhân danh chúa đuổi quỷ nhân danh chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao khi ấy ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng hỡi những kẻ làm ác hãy lui ra khỏi ta ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ vậy ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên vần đá dù có mưa tuôn xuống lũ lụt tràn đến gió xô mạnh nhà ấy vẫn đứng vững vì đã được xây trên vần đá. Còn ai nghe lời ta nhưng không làm theo thì giống như người dại dột xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề. Khi Đức Chúa Giêsu phán những lời ấy xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy cách có thẩm quyền chứ không như các thầy thông giáo. Sách thứ nhất của Samuel Chương 13 Lỗi thứ nhất của Sao Lơ Tự ý dâng tế lễ thiêu Sao Lơ lên làm vua lúc ông đã được 40 tuổi, vua cai trị Israel và 2 năm. Sao Lơ chọn 3.000 người Israel, 2.000 người ở với ông tại Mikma và trên núi Bethel còn 1.000 người thì ở với Jonathan tại Gibea thuộc Benjamin. Số còn lại, ông cho ai về nhà nấy. Jonathan đánh bại đồn quân Philippines ở Geba, người Philippines biết được tin này. Còn Saul lơ cho thổi kèn khắp xứ và giao rằng, dân Hebrew hãy lắng nghe. Vì vậy, toàn thể Israel đều biết rằng, Saul đã đánh bại đồn quân Philippines và Israel bị người Philippines căm ghét. Bấy giờ, dân chúng được kêu gọi đi theo sau lơ tại Ginh Ganh. Khi ấy, người Philippines tập trung lại để đánh Israel. Chúng có 30.000 chiến xa, 6.000 kỵ binh và quân lính đông như cát bãi biển. Chúng đi lên, đóng trại ở Micma về phía đông Bết Aven. Khi người Israel thấy nguy cấp vì quân mình bị áp đảo, thì dân chúng ẩn trốn trong các hang động, bụi rậm, hốc đá, mồ mả và hầm hố. Một số người Hebrew khác thì vượt qua sông Giô-đanh, đến xứ Gát và Gala-át. Nhưng Saul vẫn còn ở lại Ginh-ganh và tất cả những người đi theo ông đều run sợ. Sau Lơ đợi 7 ngày, là thời gian mà Samuel đã định, nhưng Samuel vẫn chưa đến Ginh-ganh, còn dân chúng thì bỏ vua đi tản mát. Bấy giờ Saul nói: "Hãy đem đến cho ta tế lễ thiêu và tế lễ bình an, rồi vua dâng tế lễ thiêu khi vua vừa dâng xong tế lễ thiêu thì samuel đến sau lơ ra chào đón ông samuel hỏi người đã làm gì vậy sau lơ trả lời tôi thấy dân chúng bỏ tôi đi tản mát, còn ông lại không đến theo thời gian đã định và người philippines đã tập trung tại micma nên tôi nghĩ rằng người philippines chắc sắp tấn công tôi tại ginh ganh mà tôi chưa cầu khẩn đức Và. vì vậy tôi miễn cưỡng dâng tế lễ thiêu Samuel nói với Sauler, Người thật đã hành động một cách điên rồ, không vâng giữ mệnh lệnh mà Jehovah Đức Chúa Trời đã truyền cho ngươi. Lẽ ra, Đức Jehovah đã lập vương quốc của ngươi vững bền đời đời trên Israel, nhưng bây giờ, vương quốc của ngươi sẽ không bền lâu nữa. Đức Jehovah đã chọn cho mình một người đẹp lòng ngài, đặt người ấy làm người lãnh đạo của dân ngài, bởi vì ngươi đã không vâng giữ mệnh lệnh của Đức Jehovah. Nói xong, Samuel đứng dậy từ ginh ganh đi đến Gibea thuộc Benjamin, còn Sauler điểm lại quân số ở với mình, có khoảng 600 người. Chuẩn bị cho cuộc chiến Sauler và Jonathan, con trai ông cùng quân lính đi theo, đều đóng tại Gibea thuộc Benjamin, còn người Philippines hạ trại tại Micma. Có một đội quân đột kích từ trong trại quân Philippines đi ra, chia làm ba toán một toán theo con đường Oprah đi đến đất Su Anh, một toán theo con đường Beth Horon, còn toán thứ ba theo đường ranh giới nằm trên thung lũng Seboim về hướng hoang mạc. Lúc ấy, trong khắp xứ Israel không tìm được một thợ rèn nào cả vì người Philippines nói không được để cho người Hebrew rèn gươm và giáo. Vì thế, toàn thể người Israel đều phải xuống chỗ người Philippines để rèn lưỡi cày, cuốc, rìu và lưỡi hái cho mình. Khi nào lưỡi cầy, cuốc, chĩa ba, dìu hay mũi đót bị sứt mẻ thì họ cũng phải xuống để mài và sửa cái đót lại. Vì thế lúc giao tranh, tất cả những người theo sau lơ và Jonathan đều không có gươm, cũng không có giáo trong tay. Chỉ sau lơ và con của ông là Jonathan mới có. Một đơn vị quân Philippines kéo ra đóng tại đèo Mi'kmaq Sách thứ nhất của Samuel Chương 14 Chiến công lớn của Jonathan Một hôm, Jonathan con của Sauler bảo người thanh niên vác khí giới cho ông rằng Nào, chúng ta hãy đi qua đồn quân Philippines đóng ở phía bên kia Nhưng ông không nói cho cha mình biết Bây giờ, Sauler đang đóng quân ở ngoài Ogibia dưới cây liệu ở Migron và đoàn quân theo ông khoảng 600 người. Có Ahiza, con Ahitub. Ahitub là anh của Icabot, con Phinea, cháu Heli, thầy tế lễ của Đức giê tại Silo. Lúc ấy mang Ephod. Không ai biết Jonathan đã đi. Trên quãng đường đèo mà Jonathan tìm cách vượt qua để đến đồn quân Philippines, có hai đỉnh núi đá. Đỉnh ở bên này gọi là Botset, và đỉnh bên kia gọi là Sê đỉnh núi đá phía Bắc nằm đối diện Mít ma còn đỉnh phía Nam nằm đối diện Geba. Jonathan nói với người vác khí giới cho ông: "Nào, chúng ta hãy tiến sang đồn của những kẻ chẳng chịu cắt bì kia. Có lẽ Đức giê va sẽ hành động vì chúng ta. Dù ít người hay nhiều người, không có gì cản trở Đức giê va cho chúng ta chiến thắng." Người vác khí giới cho ông thưa: "Xin cứ làm mọi điều ông ước muốn. Tôi xin một lòng một dạ với ông." Jonathan tiếp, này, chúng ta hãy đi đến chỗ những người ấy và để cho chúng thấy chúng ta. Nếu chúng nói, hãy đợi chúng tao đến chỗ chúng mày, thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ và không lên cùng chúng. Còn nếu chúng nói, hãy lên đây, thì chúng ta sẽ lên, vì đó là dấu hiệu Đức giê đã phó chúng vào tay chúng ta. Vậy, hai người xuất hiện trước đồn Philippines. Người Philippines nói, kia bọn heberer đang chui ra khỏi các hang chúng ẩn trốn những người trong đồn gọi jonathan và người vác khí giới của ông hãy lên đây chúng ta có việc muốn nói với chúng mày jonathan nói với người vác khí giới hãy theo ta vì đức Yô-va đã phó chúng vào tay israel jonathan leo lên bằng cả tay chân và người vác khí giới leo theo bọn philippines ngã gục trước mặt jonathan và người vác khí giới theo sau ông giết chúng. Trong trận thứ nhất này, Jonathan và người vác khí giới của ông giết khoảng 20 người trên một bãi đất rộng chừng nửa mẫu. Nỗi kinh hoàng lan ra trong trại quân, ngoài đồng và trong toàn dân. Quân trong đồn cũng như đội quân đột kích đều khiếp đảm. Đất thì rúng động. Đó là nỗi kinh khiếp mà Đức Chúa Trời giáng xuống lính canh của sauler ở tại gibea thuộc benjamin đều nhìn thấy quân philippines hoảng loạn và chạy tan tác bấy giờ sauler nói với quân lính ở với mình hãy điểm lại xem ai là người đã bỏ hàng ngũ chúng ta họ điểm lại và thấy thiếu jonathan và người vác khí giới của ông sauler nói với ahiza hãy đem hòm giao ước của đức chúa trời đến đây vì lúc bấy giờ hòm giao ước của đức chúa trời đang ở với dân israel nhưng trong khi sau lơ nói với thầy tế lễ thì cảnh hỗn loạn trong trại quân philippines càng lúc càng tăng sau lơ nói với thầy tế lễ hãy ngừng tay rồi sau lơ cùng tất cả quân lính ông tập hợp lại và ra trận kìa họ thấy người philippines cực kỳ hoảng loạn rút gươm chém giết lẫn nhau những người heberer trước đó đã theo người philippines lên trại quân với chúng thì nay quay về với người israel theo sau lơ và jonathan tất cả những người Israel đang ẩn trốn trong vùng đồi núi Ephraim nghe tin người Philippines vỡ chạy, cũng dượt theo đánh đuổi chúng. Hôm ấy, Đức Jehovah đã giải cứu Israel và chiến trận vượt khỏi Bết Aven. Lời thề thiếu suy nghĩ của Sauler Cũng trong ngày ấy, người Israel bị kiệt sức vì Sauler có thể với dân chúng rằng đáng nguyền rủa kẻ nào ăn vật gì trước chiều tối trước khi ta báo thù xong những cừu địch của ta vì vậy toàn dân không ai dám ăn uống gì cả rồi họ đến một khu rừng có mật ong trên đất lúc ấy dân chúng đi vào trong rừng thấy mật đang chảy nhưng không ai dám chấm tay cho vào miệng vì sợ lời thề còn jonathan thì không biết lời thề mà cha mình đã lập với dân chúng nên đưa đầu gậy mình đang cầm trong tay chấm vào tàng mật ong rồi chấm tay cho vào miệng thì mắt ông liền sáng ra có người trong dân chúng nói cho ông biết cha của ông đã thề với dân chúng rằng đáng nguyền rủa kẻ nào ăn vật gì hôm nay. Vì vậy dân chúng đều bị kiệt sức. Jonathan nói cha tôi đã làm cho xứ sở bối rối thêm. Hãy xem, nhờ nếm chút mật này mà mắt tôi đã sáng giường nào. Ồ, nếu như hôm nay dân chúng đã được ăn những vật thực chiếm được của kẻ thù thì người Philippines càng thất trận nặng nề hơn biết bao. Hôm ấy, người Israel đánh bại người Philippines từ Micma cho đến Azalon. Dân chúng rất đói mệt nên họ xông vào lấy chiến lợi phẩm, bắt chiên bò và bê, giết chúng trên đất rồi ăn thịt còn máu. Có người báo với Sau Lơ, kia, dân chúng phạm tội với Đức giê mà ăn thịt còn máu. Ông nói, các người thật phản phúc, hãy lập tức lăn một tảng đá lớn đến đây cho ta. Sau Lơ nói tiếp, hãy chia nhau đến với dân chúng, giao rằng mỗi người phải đem chiên và bò đến cho ta, rồi giết tại đây và ăn thịt nó. đừng phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ăn thịt còn máu. Vậy trong đêm đó, mỗi người dân đều đem súc vật mình có trong tay đến và giết chúng trên tảng đá. Sau lơ lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, đó là bàn thờ thứ nhất mà ông lập cho Đức Giê-hô-va. Jonathan đối diện sự chết. Sau việc ấy, Sau lơ nói chúng ta hãy đi xuống đuổi theo người philippines suốt đêm nay cướp phá chúng cho đến sáng sớm và đừng để một ai sống sót họ đáp xin cứ làm mọi điều bệ hạ cho là phải nhưng thầy tế lễ nói chúng ta hãy cầu hỏi đức chúa trời ngay tại đây sau lơ cầu hỏi đức chúa trời con có nên đi xuống và đuổi theo người philippines không ngài sẽ phó chúng vào tay israel không nhưng ngày hôm ấy đức chúa trời không trả lời ông vì thế sau lơ ra lệnh. Tất cả các vị chỉ huy quân đội hay đến đây để tìm xem hôm nay ai đã phạm tội. Thật như Đức giê hằng sống là đứng giải cứu Israel, kẻ đã phạm tội dù chính là Jonathan, con trai ta, chắc chắn cũng phải chết. Không một ai trong dân chúng đáp lời vua. Vua nói với toàn thể Israel. Các ngươi hãy đứng bên này. Ta và Jonathan, con trai ta sẽ đứng bên kia. Dân chúng thưa với vua lơ xin cứ làm điều bệ hạ cho là phải. Sau lơ thưa với Đức Giê-hô-va, ôi, Đức Chúa Trời của Israel xin phơi bày sự thật. Jonathan và Sau lơ bị chỉ ra, còn dân chúng thì vô can. Sau lơ nói, hãy bắt thăm giữa ta và Jonathan con ta. Jonathan bị chỉ ra. Sau lơ nói với Jonathan, hãy nói cho ta biết con đã làm gì. Jonathan thú thật, con có dùng đầu gậy cầm trong tay mà nếm chút mật ong. Này, con đây phải chết. Sau lơ nói, hỡi Jonathan, nếu con không chết, nguyện Đức Chúa Trời giáng họa cho ta thật nặng nề. Nhưng dân chúng nói với Sau lơ, Jonathan là người đã làm cho Israel chiến thắng vẻ vang như thế, mà phải chết sao? Nhất định không? Thật như Đức Giê hô Va hằng sống, dù một sợi tóc trên đầu người cũng sẽ không rụng xuống đất. Vì hôm nay, người đã cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Thế là dân chúng đã giải cứu Jonathan và ông không phải chết. Sau lơ không truy đuổi người Philippines nữa, còn người Philippines thì rút về xứ mình. Sau lơ tiếp tục cuộc chiến. Khi đã nắm được vương quyền trên Israel, Sau lơ giao chiến với tất cả các kẻ thù chung quanh như Moab, Ammon, Edom, các vua Soba và người Philippines. Ông đánh đâu thắng đó. Ông hành động can trường, đánh bại người Amalek và giải cứu Israel khỏi tay những kẻ cướp phá họ. Sau lơ có các con trai là Jonathan, Zisevi và Mankisua. Ông cũng có hai con gái. Cô lớn tên là Merab, cô nhỏ tên là Mi Vợ của Sau lơ là Ahinoam, con gái của Ahimat tổng tư lệnh quân đội của Sau Lơ là Abne, con của Nerer, Nerer là chú của Sau Lơ. Kích, cha của Sau Lơ, còn Nerer, cha của Abne, đều là con của Abien. Suốt đời Sau Lơ luôn có chiến tranh khốc liệt với người Philippines. Mỗi khi thấy người nào mạnh mẽ và gan dạ, thì Sau Lơ chiêu mộ cho mình.